Phương xin chào tất cả các bạn. Thì quả thực dầu khí hiện đang là ngành kinh tế trọng điểm với những cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn. Khi mà nguồn nhân lực có kiến thức chuyên môn sâu rộng về ngành thì trở thành mặt hàng khan hiếm và đắt giá. Thì điều đó đã khiến cho số lượng người mong muốn làm việc trong lĩnh vực dầu khí gia tăng nhanh chóng. Vì vậy nếu bạn đam mê với lĩnh vực này thì không thể bỏ qua cơ hội du học tại Mỹ. Và Tân Đại Dương thì xin giới thiệu với các bạn danh sách một số trường có chuyên ngành dầu khí tại Mỹ. Thứ nhất đó là trường University of Kansas với học phí là $28,500 trên một năm. Thì trường nằm trong top 10 trường có chương trình dầu khí tốt ở Mỹ và được thành lập vào năm 1865. Thì University of Kansas là trường đại học công lập lớn nhất ở tiểu bang Kansas với hơn 27.784 sinh viên đăng ký theo học vào năm 2013. Và trường thì được xếp hạng 101 ở Mỹ và thứ 47 trong hệ thống các trường đại học công lập theo tờ US News and World Report năm 2014. Và các bạn sinh viên thì có thể tìm thấy bất kỳ ngành học, khoảng 345 ngành học mà mình mong muốn ở tại trường, từ kỹ sư dầu khí, kinh tế, tài chính, quản trị, nhà hàng khách sạn, tin học, khoa học máy tính, xây dựng, dược, cho đến các ngành như là báo chí, nhiếp ảnh, nghệ thuật, thiết kế và còn nhiều ngành học khác nữa. Và các bạn sinh viên sẽ được học tập và sinh hoạt trong khuôn viên ký túc xá an toàn, xinh đẹp và hiện đại. Có nhiều khuôn viên ký túc xá ở các vị trí khác nhau cho các bạn sinh viên lựa chọn. Và mỗi vị trí thì sẽ cho bạn những trải nghiệm, một góc nhìn thú vị khác nhau. Và trường thứ hai đó chính là trường Colorado School of Mines. Thì học phí là $23,814 trên một năm. Thì trường được gọi là trường đại học mỏ Colorado. Đây là một trường đại học kỹ thuật công lập ở Golden, Colorado. Và trường thì vốn được thành lập vào năm 1873 bởi nhà thờ Episcopo, nhưng mà năm 1874 thì được chuyển sang lãnh thổ của Colorado. Và trường thì có tổng số sinh viên là 4.500 sinh viên. Và trường thì cấp bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ của các chuyên ngành như là hóa học địa lý, kinh tế, thương nghiệp, kỹ thuật, như là những ngành như cầu đường, điện, cơ khí, môi trường hay là hệ thống. Bên cạnh đó thì có những ngành như là khoa học và kỹ thuật môi trường, địa lý và kỹ thuật địa lý, vật lý địa lý, kỹ thuật địa chất hay là vật lý. Và Colorado School of Mines nổi tiếng trên thế giới với kỹ thuật và khoa học trái đất và cũng là một trong những trường kỹ thuật dầu khí tốt nhất ở trên thế giới. Và chương trình đặt trọng tâm và làm việc theo nhóm đa ngành giữa các chương trình khoa học trái đất và các kỹ thuật của mình. Và phù hợp với triết lý của chương trình kỹ thuật dầu khí không phải là một môn hẹp, nhưng mà là một lĩnh vực mà có một nhu cầu ngày càng tăng cao cho những ai muốn hiểu biết rộng hơn về các vấn đề năng lượng trên thế giới. Và các bạn học sinh được giáo dục tốt về các vấn đề môi trường và công nghệ năng lượng tái tạo khi du học tại Colorado School of Mines. Và thứ ba đó chính là trường University of Texas at Austin, thì học phí là $32,506 trên một năm. Thì trường thành lập vào năm 1883. Thì trường đại học Texas ở Austin là một trường chuyên nghiên cứu với hơn 50.000 sinh viên. Và các chương trình về dầu khí và kỹ thuật tại đại học Texas Austin thì được thành lập vào năm 1930. Và trường cũng là nhà dẫn đầu các chương trình kỹ thuật dầu khí trên thế giới, cũng như là xếp thứ hạng cao trong top các trường đào tạo chương trình cử nhân kỹ thuật dầu khí tốt ở Mỹ, với quy mô lớp học nhỏ để cung cấp cho các bạn sinh viên một môi trường chặt chẽ để phát triển các kỹ năng và kiến thức cần thiết để có thể trở thành lãnh đạo trong lĩnh vực này. Và các bạn học sinh thì không chỉ học những điều cơ bản của toán học, vật lý, địa chất và hóa học, cũng như các bạn sẽ được học kỹ về phân tích kỹ thuật, quản lý và thiết kế, nhưng mà có các khóa học dành riêng cho những nhà nghiên cứu về khai thác dầu và khí đốt. Và tiếp theo nữa đó chính là trường University of Tulsa, thì học phí là $35,050 trên một năm. Thì trường đại học Tulsa được thành lập vào năm 1894 tại Tulsa, Oklahoma. Thì đây là trường tư thục chuyên cấp bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Và hiện tại thì trường đại học Tulsa có khoảng 4.192 sinh viên theo học. Và trường thì cung cấp các chương trình đào tạo về kỹ thuật dầu khí, tiếng Anh, khoa học máy tính, khoa học tự nhiên, tâm lý học lâm sàng và EO và một số ngành kỹ thuật. Trong một môi trường đô thị sôi động thì trường đại học Tulsa cung cấp sự đa dạng về kinh nghiệm học tập, sự cân bằng của việc học và thực tế để các bạn sinh viên không bị bỡ ngỡ khi mà đặt chân vào xã hội. Tiếp đến nữa đó chính là trường Texas A&M University với học phí là $36,672 trên một năm. Thì trường học Texas A&M University thường được gọi tắt đó là TAMU. Đây là một trường công lập nằm ở College Station ở Texas. Thì trường được thành lập vào năm 1876 và hiện có 46.000 sinh viên theo học. Thì Texas A&M University luôn được xếp hạng trong top của US News là một trong những trường có chương trình kỹ thuật dầu khí tốt dành cho sinh viên. Chương trình học 4 năm được thiết kế để cung cấp cho sinh viên đào tạo trong các vấn đề cơ bản của học kỹ thuật. Các bạn sinh viên cũng được dạy về nguyên tắc kỹ thuật cơ bản liên quan đến các vấn đề và những thách thức trong công nghiệp dầu khí.
Và chương trình thì bao gồm một yêu cầu tập hợp các sinh viên dành ít nhất là 6 tuần làm việc trong một cái hoạt động mỏ dầu và việc hoàn thành một cái tập phê duyệt được yêu cầu để đăng ký môn học kỹ thuật dầu khí cao cấp. Và tiếp theo nữa đó chính là trường Stanford University với học phí là 49.179 đô la trên một năm. Trường đại học Stanford là một trong những trường đại học trong cả nước được đánh giá cao nhất và chính thức mở cửa vào năm 1891. Và cái bộ phận kỹ thuật dầu khí tại Stanford thì được đổi tên thành Cục Kỹ thuật Tài nguyên Năng lượng vào năm 2006 để phản ánh tốt hơn sự tập trung vào nó. Và các bộ phận thì hiện đang cung cấp những chương trình cử nhân và thạc sĩ khoa học, văn bằng kỹ sư, tiến sĩ về kỹ thuật tài nguyên năng lượng, thêm nữa đó là thạc sĩ khoa học, kỹ sư và bằng tiến sĩ về kỹ thuật dầu khí. Tuy nhiên tại trường thì không đào tạo văn bằng cử nhân khoa học cho kỹ thuật dầu khí. Và cuối cùng đó chính là trường University of Southern California thì học phí là 46.298 đô trên một năm. Thì trường đại học Nam California được thành lập vào năm 1880. Đây là trường đại học nghiên cứu tư thục tọa lạc bên cạnh trường Park University tại Los Angeles ở California. Thì bằng cấp của trường thì được công nhận trên toàn thế giới với hệ thống giáo dục luôn được đổi mới và tập trung vào nhu cầu của sinh viên. Và trường thì trang bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ việc giảng dạy và sinh hoạt cho sinh viên như là phòng thể dục, trung tâm thể dục thẩm mỹ, sân tennis và thư viện đặt ngay trong khuôn viên của trường. Và trường thì tạo nhiều cơ hội để tham gia sinh hoạt, du lịch, khám phá và vui chơi, du ngoạn ở Los Angeles. Và trường thì cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu rộng rãi và là một trong những học viện nghiên cứu hàng đầu trực thuộc quốc gia. Và để tìm hiểu rõ hơn về thông tin về trường cũng như là yêu cầu đầu vào, các bạn có thể mang hồ sơ trực tiếp đến với văn phòng công ty Tân Đại Dương theo địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra chúng tôi còn có hai chi nhánh ở quận 5 và thành phố biển Nha Trang. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn, Mỹ là miền đất hứa không chỉ hùng mạnh về kinh tế, khoa học, công nghệ, Mỹ còn là quốc gia có hệ thống trường đại học tốt nhất thế giới. Với hệ thống giáo dục xuất sắc, cơ hội lựa chọn ngành nghề thích hợp, thì kỹ thuật công nghệ hiện đại hỗ trợ cho việc học tập, nghiên cứu, thì thực sự du học Mỹ là thiên đường của sinh viên quốc tế. Và trong chương trình hôm nay có sự góp mặt của cô sinh viên năm 3 ngành quản trị kinh doanh tại Học viện FPT, đó là Vân Anh, sẽ chia sẻ lý do tại sao lại chọn Mỹ du học. Xin chào Vân Anh. Vân Anh có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của Vân Anh cho các bạn biết được không? Dạ, mình tên là Vân Anh, năm nay mình 19 tuổi và mình đang là sinh viên đại học năm 3 của trường đại học FPT, viện quản trị kinh doanh quốc tế. Đi qua Mỹ em sẽ học trường gì? Dạ, qua Mỹ em sẽ học trường Seattle Central College ở bang Washington. Bởi vì em thích thời tiết lạnh cho nên em đã chọn thành phố Seattle ở bang Washington. Một thời tiết ở đây thì cũng bây giờ thì khoảng là 3-4 độ, em rất là thích thời tiết lạnh cho nên em đã chọn bang này. Với lại nó cũng tập trung nhiều những cái trung tâm lớn, những cái công ty lớn của Mỹ cho nên là nó có thể giúp em được mở mang tầm mắt hơn cho nên em đã chọn tiểu bang này. Rồi cái quy trình em học qua Mỹ thì như thế nào, có thể chia sẻ chi tiết không? Dạ, em sẽ học trong vòng 5 năm ở Mỹ. Đầu tiên thì em sẽ học 1 năm Anh văn tại trường Seattle Central College và sau đó em sẽ học 2 năm cao đẳng tại trường. Và dự định của em là sẽ chuyển tiếp lên 2 năm đại học ở trường University of Washington. Thì qua đâu em biết được dịch vụ của Tân Đại Dương? Khi mà em có ý định du học Mỹ thì em đã lên mạng và search thử công ty Tân Đại Dương. Em đã search cái từ khóa là du học Mỹ thì sau đó là nó đã hiện ra rất là nhiều những cái thông tin liên quan đến công ty mình và em thấy là công ty mình rất là lớn, có chất lượng rất là tốt ở trên mạng cũng như là những cái mà phản hồi từ những người đã được thành công du học Mỹ. Rồi em cũng coi những cái clip ở trên YouTube thì em thấy các bạn chia sẻ và có những cái ý kiến rất là tốt về công ty mình cho nên em đã quyết định đến đây và ký hợp đồng và làm hồ sơ du học Mỹ. Anh chị Kim là tư vấn viên của em. Chị ngay từ lần đầu tiên em gặp chị là chị đã tạo cho em được cái sự lòng tin rất là tốt. Và ra sáng hôm sau là em đã ký hợp đồng ngay với lại công ty mình. Từ đầu đến cuối thì toàn bộ là công ty mình lo cho em hết, em không có phải suy nghĩ gì hết. Và công ty mình, những cái nhân viên ở công ty thì rất là nhiệt tình. Anh Khô, anh Bảo Anh, cái chị tư vấn viên dịch thuật hay là chị Kim đã hỗ trợ cho rất là nhiều, nhiệt tình và giải đáp mọi thắc mắc của em để em hiểu rõ hơn về hồ sơ của mình. Nếu như mà em có người thân, người quen gì đó, bạn bè, nếu như mà có ý định du học Mỹ thì chắc chắn em sẽ giới thiệu họ đến công ty Tân Đại Dương. Bởi vì dịch vụ của công ty dành cho em rất là tốt.
sẽ lo hết tất cả mọi thứ cho mình. Mình chỉ cần chuẩn bị tâm lý thật tốt để mà có thể đi phỏng vấn. Và cái cách đi phỏng vấn như thế nào thì cũng sẽ được công ty dạy rất là nhiệt tình, tận tâm. Từ anh Khôi sẽ hướng dẫn cho cái cách trả lời phỏng vấn như thế nào là tốt nhất. Và Bảo Anh sẽ làm cho mình cảm thấy tự tin hơn để khi nào đối mặt với lãnh sự quán. Thì cảm ơn Vân Anh đã cùng Tân Đại Dương chia sẻ những cái kinh nghiệm cho các bạn chuẩn bị lên đường, có thêm một cái hành trang chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để có visa giống như em. Một lần nữa Tân Đại Dương xin cảm ơn em.